khiên cơ điện tầm 104. Mọi chuyện đã được quyết định như vậy. Cho đến 7 ngày sau, hắc viên ma thần mang một khối chứng đạo ma Hải đến rồi nói. Khối chứng đạo ma Hải này là một xương sườn mà ác sát ma tổ cỡ từ trên người của mình xuống. Người truyền nguyên thần của ma tổ đến đó là có thể phá giải một phần bí mật. Nhưng bây giờ phải nói rõ ràng nhá. Thứ này phải trả lại. Tôi đã cho người mượn 30 năm thôi. Linh giả vẫn không hài lòng. Thứ ta muốn là phương pháp kia mà. Hắc viêm đạo tổ nói, đây chính là phương pháp Ma tổ dùng kim hành chứng đạo Đạo ở trên người Vì vậy muốn phá giải huyền bí Phải bắt tay từ ma cốt Minh giản đã hiểu ra Vậy ta có thể hiểu thế này không Muốn phá giải bí mật của ma đạo Phải bắt tay từ ma cốt Ngược đại mạnh vẫn nguyên thần chỉ là đường dẫn Hay nên nói là một cái chìa khóa Đúng như vậy Còn nếu là tu sĩ chính đạo Chứng đạo tại thân Có phải lấy được một ít máu thịt Là có thể dùng đó làm vật dẫn Làm chìa khóa phá giải huyền bí không Hắc viêm chợt kinh ngạc. Đạo lý thì đúng rồi đấy, nhưng ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm hiểu bí mật của tự cơ cả. Đường nhiên đình giả sẽ không nói cho hắn biết chuyện thất giả thần quân. Nhưng thời các này trong lòng đã có tính toán. Hóa ra mình chỉ thiếu một cái chìa khóa thôi. Hèn chi Mai Vân không phá giải được bí mật nguyên thần của thất giả thần quân. Chìa khóa, chìa khóa. Phải làm sao mới lấy được một ít máu thịt thánh thể của thất giả thần quân đây? Chết tiệt thật tuy mình tìm được một chút cơ hội phương pháp phá giải nhưng lại phát hiện muốn làm được vẫn là cực kỳ gian nan ánh mắt nhìn chứng đạo ma hải trong tay đình dạ chìm vào trầm tư có lẽ có thể bắt tay vào từ hướng khác ừ, còn có từ cực nên dạ cũng hạ quyết tâm thiền trùng giới có nhiều đại năng như vậy y không tin không tìm được cách đối phó với thất giả tình quân nhận được ma cốt mấy ngày tiếp theo đinh dạ toàn tâm toàn ý tu hành có thể nói từ khi tới tiền trùng giới tới nay lần này mới là thu hoạch lớn nhất của y thần khí tài nguyên trước đây đều không quan trọng chỉ có huyền bí của thánh nhân mới có ý nghĩa nhất năm xưa nhiều vị thánh nhân ở trường thanh giới này mà y chính thức trở thành con cưng của khí vận lập một căn cưng cao su vạn giới lần này lại là huyền bí của một vị thánh nhân đương nhiên sẽ giúp ích không ít nhưng dẫu sao cũng là huyền bí của thánh nhân cho dù được ác sát mà tổ trợ giúp Tinh dạng còn là con cưng của khí vận, nhưng muốn phá giải vẫn cực kỳ gian nan. Không phải không có phương pháp mà bản thân chuyện này có từ bước đầu tiên. Đại đạo không thể truyền thụ, đây không phải lời nói cho vui. Rất nhiều huyền bí chỉ có lĩnh ngộ chứ không thể mô tả rõ ràng được. Cho dù miễn cưỡng mô tả cũng giống như nói đạo tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt là đuôi. Nhưng hiểu được câu này, nhưng dựa vào đó người có thể hoàn thành việc tu hành không? Đương nhiên là không đạo của thánh nhân đi vào cụ thể lại có thể huyền bí vô tận ngay cả ninh giả cũng chỉ loáng thoáng thấy được đôi chút chuyện này khiến cho tiến độ nghiên cứu của y cực kỳ chậm chạp cảm cậu thiên cứu suốt 20 năm trong trong 20 năm đó bên phía bản thể vẫn phải chịu truy sát của thất giả thần quân tính ra thì tiên này đã truy sát bọn họ hơn 30 năm mà vẫn không chịu dừng tay nhưng cũng khó trách dẫu sao cũng là đại năng tu hành phản năm với hắn thì thời gian 30 năm hết sức bình thường. Chuyện liên quan tới huyền bí thẳng cấp, đương nhiên thất giả thần quân sẽ không bỏ qua. Vì vậy ninh giả chỉ có thể tăng cường cảm ngộ, không cần truyền thụ cảm ngộ cho bản thể. Trong hư không, bản thể ninh dạng ngồi trên tạo hóa thần tỏa, ánh sáng huyễn hóa trên tay, một hư ảnh ma cốt như ẩn như hiện, chính là ma cốt của ác sát ma tổ. Thế là không phải vật thật, chỉ là hình chiếu, tất cả cảm ngộ đều tới từ phần thần. Vì vậy tuy trông vẫn thần bí, nhưng chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Một số đường nét là có thể nhìn ra được huyền bí của Kim Hành. Chuyện này kiên linh dạ bất đắc dĩ thở dài. Cầm cô 20 năm mà chỉ thu được một phần trăm của đạo này. Chẳng trai ác sát mà tổ kia hào phóng như vậy. chắc hắn thấy nắm đằng chuôi rồi. Quyết tấn vô cấu có mà tìm hiểu được huyền bí của hắn. Chị Văn Ngừng ở bên cạnh đã nói. Đúng vậy, dẫu sao tu vi của phần thần cũng chỉ có hạn, lại không có thiền cơ điện giúp đỡ, nếu mà cốt kia ở đây hoặc tuyển cơ xích trên tay phần thần, chắc chắn không khó khăn đến vậy. Vấn đề lớn nhất của phần thần chính là tu vi không đủ. Ngay cả thần vật trong tiền cơ điện cũng không ở chỗ hắn, chỉ dựa vào thần thuật của cầu đại thần khí. Vì vậy tuyển cơ xích cũng khó nòng phát huy tác dụng. Bằng không, nếu mà cốt nằm trên tay bản thể ninh giả, với ghi vận và thiên phúc của y, thời gian 20 năm có thể cảm ngộ được nhiều hơn. Nhưng thiên hạ không có chữ nhưng, không có là không có không ai có cách nào. Ngay lúc này công tôn điệp lại nói, côn đồn kính có năng lực di chuyển hư không, có thể xuyên qua phản giới, sao không dùng côn đồn kính chuyển ma cốt đi? Ninh giả lại lắc đầu, côn đồn kính chỉ là bảo vật cấp 6, bị hạn chế, cho dù chuyển được cũng chỉ chuyển được những gì từ cấp 6 trở xuống. Bây giờ Ninh giả dạ cũng hiểu rõ về thiên cơ điện, các trường bối sáng tạo ra thiên cơ điện tuy tài hoa xuất chúng, tuyên bố sẽ phá giải huyền bí trong thiên hạ, nhưng do cảnh giới của bản thân thực tế không thể vượt ngoài cấp 6. Đúng là côn lôn kính có thể đi lại trong vạn giới, nhưng điều kiện là mục tiêu di chuyển phải thật là yếu. Năm xưa nó có thể mang ninh giả tới, là vì linh giả quá yếu. Bây giờ linh giả đã là nhân hoàng, côn lôn kính thậm chí không thể đưa y tới tình giới lần cận, càng không nói tới mà cốt của thánh nhân. Nói cho cùng, thực lực của ninh giả tăng cường, tác dụng của côn lôn kính cũng không bằng lúc trước. Ngay cả Lâm Đăng cũng nói bây giờ hiệu quả của cồn lồn kính có hạn. Chủ yếu thì nó là một trong hai thứ của thiên cơ điện không bị đánh vỡ, vẫn rất là hoàn chỉnh nên khó mà đột phá. Đây cũng đã không phá thì khó mà lập, phá rồi lại lập, bởi vậy cũng có phát huy công dụng. Ninh giả mới cười nói, nàng không định bảo ta phá cồn lồn kính, rèn luyện lại một lần nữa đây chứ. đấy chứ. Sao lại không chứ? Lâm Lăng hỏi ngược lại, tuyên cơ xích ta hóa thần tọa nên món thần vật đều bị tàn phá nhưng chính vì nó vỡ nát không hoàn chỉnh nên lại được tăng cường. Mấy năm nay chẳng ra sức tăng cường các thần vật này. Món nào cũng phát huy hiệu quả. Tuy chưa thể khôi phục trạng thái toàn thịnh khi thiên cơ bồn sáng tạo ra thần vật. Nhưng một số phương tiện còn xuất sắc hơn nhiều. ninh giả nghe vậy ngẩn người như đang suy tư. Lầm lặng nói không sai. Nhiều năm nay những thần vật vỡ nát của thiên cơ điện đều được Linh giả tăng cường. Đây tuyển cơ xích làm ví dụ. Năm xưa chỉ chiếm được một ít mảnh vỡ lấy được cấn tự bí, khổn tự bí, cấn tự bí, thoái tự bí, tốn tự bí, ngũ bí tất cả. Tự bí đã mất rồi, cho dù kiếm được cũng có thiếu thốn. Nhưng chính vì thiếu thốn nên được ninh dạng bổ đắp lại thành tăng cường. Vì vậy tuy tuyển cơ xích không thể làm được như mong đợi của thiên cơ môn, có thể phá giải tất cả huyền bí của đại đạo trong thiên hạ. Trong một số phương diện cũng vượt qua hạn chế của thiên cơ môn. Ví dụ như cấn tự bí. Năm sơ cấn tự bí hoàn chỉnh của thiên cơ môn tối đa chỉ thăng cấp đến niết bàn, không thể dùng cấn tự bí thăng cấp lên cảnh giới nhân hoàng. Nhưng bây giờ Ninh Dạ đã phá tan hạn chế ấy, khiến cho cấn tự bí có thể hỗ trợ đột phá tới cảnh giới nhân hoàng. Vì vậy, tuy tuyển cơ xích không hoàn chỉnh, nhưng một số phương diện thật sự vượt qua lúc trước. Tương tự là cấn tự bí. Cấn tự bí được tôn là tổng cương vạn đạo trong thiên hạ, ứng với thiên đạo. Nhưng bản thân thiên cơ môn chưa bao giờ hoàn thành. Chính vì vậy, Ninh giả có thể tiếp tục phát triển cấn tự bí khiến cho nó nâng cao một tầng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ninh giả có tự tin sau khi lấy được ma cốt là có thể phá giải toàn diện bí mật của ác sát ma tổ. Bây giờ Lâm Lang nói vậy, đám người trì vãn ngưng cũng kinh ngạc. Ý của Lâm Lang tỷ tỷ là phá vỡ côn tôn kính luyện lại đạo khí sao? Công tôn điệp cũng giật cày binh, không được, quá nguy hiểm rồi. Nếu không thành công thì tự dưng lại mất đi một thần vật không phải phá cái gì thì cũng lập lại được đâu. Có một số thứ phá xong là mất hẳn đấy. Không thể quật khởi trở lại. Bây giờ côn luôn tính không theo kịp nhu cầu, nhưng dẫu sao cũng là một thần vật rất có giá trị, còn là thần vật hỗ trợ vấn thiền thuật, phát huy tác dụng khá quan trọng trong khi bị truy sát lần này. Nếu mất đi thứ này, nó tới lúc khác, chỉ riêng chuyện dự đoán truy sát của thất giả thần quân cũng trở nên hết sức khó khăn. Bất cần một chút thôi là hại chết bản thân mình chuyện này rất là lớn Ninh Giá không khỏi suy tư Y nghĩ suốt bảy ngày bảy đêm Hư không không có ngày đêm bảy ngày bảy đêm này là theo thời gian của thiên trùng giới Bản thể và phân thân cùng đang suy nghĩ Bên ngoài còn giao chiến với thánh nhân Khó mà tàn nổi. Sau bảy ngày cuối cùng Ninh giả cũng quyết định Y nói Chuyện đã tới nước này Chúng ta cũng không còn cách nào khác Nhất định phải tuyển lại cồn lồn kính Không chỉ có thế Ngay cả tuyển cơ xích cũng phải tuyển lại Cách gì và cô gái giật bắn cả mình không sai ninh giang nghiêm túc nói ta đang nghĩ kỹ rồi phá rồi mới lập đây là chuyện đương nhiên nhưng phá ra sao cũng phải tính toán chị văn gưng đã hiểu ý của y thật ra mấy hôm nay chẳng công nghĩ chuyện phá hay không mà nghĩ phá xong lập lại như thế nào ninh giang mỉm cười đúng như vậy nói đoạn y lấy cồn đồn kính ra thần kính xoay chuyển trong hư không tỏa ra một luồng sáng rực rỡ ứng với năng lực thời không vô tận ninh giang tiện tay vút nhẹ một hình ảnh đã xuất hiện trên mặt kính, chính là thiền trùng giới. Đây là hình ảnh mà ninh dạ dùng phân thân chuyển tới, cũng là cách duy nhất để ninh dạng liên kết giữa thiền trùng giới và thiên tầm. Nhưng tiếc là chỉ liên kết về ý thức, chứ không phải liên kết về thời không. Những ngày khoảnh khắc sau, ninh dạ xuất chỉ, ấn lên mặt kính côn lôn, một vòng xoay nho nhỏ xuất hiện trên mặt kính. Theo cái vòng xoay này, mặt kính côn lôn bắt đầu xuất hiện từng vết trạn, đột nhiên tạch một tiếng, hoàn toàn vỡ vụn nhưng mỗi mảnh vỡ không tiêu tan mà điều hóa thành ngàn vạn cánh bướm bay lượn trong hư không. Đồng thời tuyển cơ xích cũng lóe sáng hạ xuống vùng hư không này, lập tức hóa thành một đường hầm không gian. Đây là dốc toàn bộ năng lượng cho côn lôn kính. mượn uy thế phá nát phóng thích, cuối cùng cũng tạo nên liên hệ không gian với vị trí của phân thân. Ngày khoảnh khắc sau, một cánh tay vươn ra, trong tay cầm theo một khúc xương vàng kim. Đinh dạng nắm lấy, cải nhẹ ngón tay, một mảnh vỡ cồn lồn kính bay vào đường hầm hạ xuống tay phần thân hàng vũ thượng giới có lẽ đây là giới nhỏ nhất trong số thập nhị thượng giới của thiên trùng giới thể tích của nó chỉ bằng một hạt pha lê cho dù là phàm nhân đứng trước thượng giới này cũng như là người khổng lồ nhưng bất cứ ai chứng kiến thế giới này lại cảm thấy mình bồng vô tận không hề nhận ra bản thể của nó nhỏ bé như thế còn đâu đi vào trong hạt pha lê này con cảm nhận được một khoảng không trống trải vô biên vô hạn cứ như là toàn bộ tinh không đều được nhét vào trong giới này. Giới tử nạp tu di. Cho dù là tu di ốc được tôn là trữ lượng vô biên, cũng chẳng khác nào gặp sư phụ. Giờ phút này, hàng phủ thánh tôn đang lơ lửng ở chính giữa hư không đó. Nếu có năng lực quan sát, sẽ phát hiện vị trí hắn ngồi xếp bằng chính là điểm chính giữa tuyệt đối của tòa giới. Một khi hắn thở ra, thượng giới sẽ theo đó mở rộng, khi hít vào thì thượng giới theo đó thu hẹp quả thật là tiền địa biến động theo nhịp thở nhưng một vị trí tôn như vậy thật ra chỉ là một phần thần bà thôi hàng phụ thánh tôn chân chính đã du lịch phản giới Cương mặt của hàng phụ thánh tôn chỉ là một khoảng không trống rỗng, hoàn toàn không nhìn ra đường nét nhưng lúc này cương mặt trống rỗng đó đột nhiên xuất hiện một luồng sáng tự trong ánh sáng xuất hiện một cặp mắt như đôi mắt hư không nhìn về phương xa xuyên qua thượng giới hạ xuống bên dưới ở kia sao lại có một luồng đạo lực không gian cường đại xuất hiện? Chẳng lẽ hạ giới có người cảm ngộ bản đạo của ta? Hàng phụ thanh tôn kinh ngạc nói. Hắn bàn vô đại đạo thiên hạ, có người nắm giữ đạo về không gian cũng không có gì lạ. Điểm kỳ lạ là đạo nghiệp cường đại như vậy, không lý nào lại đột nhiên xuất hiện, cũng không lý nào trước đây mình hoàn toàn không biết. Thời khắc này đang kinh ngạc tìm kiếm căn nguyên đời đó, cuối cùng nhìn tới cực quang đảo. Chỉ thấy xung quanh tình giả xuất hiện lượng lớn vòng tròn vòng xoáy không gian trong tay có thêm một vật kỳ dị đây là cái gì hàng vũ thanh tôn ánh mắt nghiêm nghị với kiến thức của hắn sao lại không nhìn ra đây là một bảo vật không gian trong lòng chấn động hàng vũ đã nói ninh giả dạ. trên cực quang đảo ninh giả dạ cầm mảnh vỡ cồn luồn kính nghe giọng nói của hàng vũ thanh tôn vang lên cũng không khỏi ngạc nhiên cuối người với bầu trời rồi nói xin chào hàng phụ thanh tôn người đang cầm cái gì trên tay đấy hàng vũ thanh tôn lại nói Đinh giả trả lời Ngày trước đệ tử cầm gỗ không gian Có chút lĩnh ngộ Vô tình kết nối với một không gian thần bí Lấy được bảo vật này Nhưng xem ra bảo vật đã vỡ nát Chỉ biết là một mảnh bảo vật không gian thôi Hàng phụ thanh tôn thấy hứng thú với thứ này sao Hàng phụ thanh tôn cười ha hả Người không cần khích ta Sao ta đến ngập nghé bảo vối của trẻ con được Nhưng thứ này đúng là đạo tắc không gian Có lực lượng dịch chuyển không gian Người cho ta mượn một chút Đợi ta nghiên cứu một hồi Rồi trả lại cho ngươi Vâng, Ninh giả đang nâng mảnh vỡ lên. Chỉ thấy mảnh vỡ cồn đồn kính soạt một tiếng biến mất. Chỉ chốc lát sau, giọng nói của hàng vũ thánh tồn vang lên. Bản thể của thứ này là một bảo kính, ẩn chứa năng lực đại đạo, nhưng tiếc là chỉ tới cấp 6. Tuy cảnh giới hơi thấp, nhưng thắng ở chỗ hoàn diện. Ừ, người chế tạo bảo vật này hơi tham lam, Một toàn dùng một món bảo vật và dung đạp mọi huyền bí thời không trong thế gian. Ta đoán chắc đã cường giả đỉnh phong của một thế giới cấp 6. Anh ngồi đáy giếng, nhìn nên không biết gì còn chế tạo ra bảo vật này. linh gia thẩm khẩm phục. Thanh nhân đúng là thánh nhân, pháp nhãn không sai. Năm xưa tình huống của thiên cơ môn đúng là như vậy. Tự thấy mình trâu bò nên vọng tưởng dùng một bót bảo vật mà ôm hết chuyện tốt trong tu hành. Hàng phụ thanh tôn không chỉ nhìn ra đặc tính của bảo vật mà còn nhìn ra cả tâm tính của người chế tạo. Hàng phụ nói, nhưng sau đó người luyện bảo vật này đã phát hiện ra vấn đề của mình. linh giả coi như không biết mục đích bản thể truyền mảnh vỡ tới chính là vì hàng phụ thánh tôn phải biết rằng kết nối với vị trí thiên tầm sẽ gây động tĩnh không gian cực lớn không thể nào lừa được hàng phụ thánh tôn vì vậy nhất định phải cho hắn một câu trả lời mảnh vỡ này chính là lý do cơn nói đình giản đã tù luyện đạo về không gian vô tình kết nối với một không gian thần bí nào đó lấy được bảo vật này không khéo còn có thể nhân cơ hội này kiếm được ít lợi ích được chỉ điểm đổi chút vì vậy thời khắc này đinh giả cũng vào chế độ phụ hỏa. Thanh Tôn nói vậy là sao? Hàng vũ Thanh Tôn đã nói, tuy bảo vật đã bị phá, nhưng đại đạo ẩn chứa bên mảnh vỡ vẫn hoàn chỉnh, chẳng qua được người ta cắt rời theo phương pháp đặc biệt thôi. Từ đó có thể thấy đây không phải là vỡ nát sau khi giao chiến, mà là cố ý phá vỡ, định phá rồi lại lập. Người trâu thật, thế mà cũng đoán ra được. Nhưng rất kỳ lạ, vì sao mảnh vỡ này lại bị phân tán chứ không có đúc lại. Hàng vũ Thanh Tôn ngạc nhiên nói, tuy hắn là đại năng trong đại đạo không gian, nhưng dẫu sao cũng không phải không gì không biết, cho nên không đoán ra điều này. Hàng vũ thanh tôn quan sát xong lại lắc đầu nói, tuy thứ này chỉ là cấp 6, nhưng liên quan rất toàn diện, ngay cả với ta cũng có ý nghĩa dẫn dắt, không tệ không tệ. Này ninh dạ, người đúng là con cưng của thiên đạo khí vận, lại có duyên với bảo vật này. Bản tọa sẽ không đoạt bảo vật của ngươi. Nếu đã dùng để tham khảo, phá giải huyền bí cũng đến đáp lễ, nói xong búng một ngón tay lên mảnh vỡ cồn lùn kính một cái, rồi tiện tay ném trả cho ninh dạ. Trên đó đã gia trì thêm một chút huyền bí đạo tắc của bản tôn. Còn có cảm ngộ được hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi. Nếu từng đàn người lại tìm được mảnh vỡ khác, mục tiêu của thanh nhân không phải bảo vật mà là huyền bí. thằng vũ thanh tôn phá giải bí ẩn trong mảnh vỡ cồn lùn kính xong là không cần nữa. Vì vậy cũng tiện tay giúp ninh dạ một chút. Hãy ước định với ninh dạ. Ninh giả hiểu rõ, hồ to, chắc chắn sẽ đưa cho Thanh tồn tham khảo mà. Hăng Phú chỉ ừ một tiếng rồi khẽ biến mất. Trên thiên tầm, tạo hóa thần tọa, tuyên cơ xích lơ đứng trên cao, mảnh vỡ côn lôn kính cũng hóa thành ngàn vạn cánh bướm thời không, muốt lượn trong hư không. Ninh giả dừng ngón tay điểm liên tiếp, huyền bí trên tuyển cơ xích hiển hiện, dần dần có thêm rất nhiều phù văn kỳ dị. Nhưng phù văn này không phải Ninh giả viết thêm, mà là một loại chân lý của thiên địa tự nhiên. Đừng lưu giấu trong một hình thức đặc biệt đông người thiết lang phượng tiền lùng cảm nhận được tình hình nơi đây chứng kiến tuyển cơ xích từ lửng trên cao lại chứng kiến phủ văn lấp lánh vô tận chỉ cảm thấy tâm thần trống rỗng như đặt mình trong khoảng không vô biên long có cảm ngộ khi thế tăng cường Tới các này lại là lĩnh ngộ vô cùng tốt đột phá ngay tại chỗ tư lão là kỳ tài xuất chúng nhìn tuyển cơ xích trên hư không nước mắt doanh trọng đồ lệ không ngừng trong người tỏa ra ánh sáng huyền âm hắc bạch đã khám phá được sinh tử không chỉ có như thế hào quang của tuyển cơ xích xoay chuyển khiến cho trên người một số tu sĩ niết bàn lại có hai tu sĩ đốn ngộ còn bắt đầu quá trình tăng cấp lên nhân hoàng bên cạnh quấy nhiễu các tu sĩ nhiều năm không ngờ thời khắc này lại dao động có đột phá mới Từ lão ngây ngốc nhìn tuyển cơ xích rồi hỏi đây là tuyển cơ xích sao không ta nghĩ bây giờ phải gọi nó là thiên đạo xích Ninh dạ mỉm cười đáp Tiện tay vùng lên Từng mảnh vỡ cồn lồn kính để quy tụ Quay về mặt kính Nó đều chủ thể lại thiếu mất một góc nhỏ Nhưng năng lực không hề xa rút Nếu mảnh vỡ kia trở về Sẽ tiếp tục thẳng tiến lên Luyện lại xong rồi Ninh giả nhấc ác sát kim cốt lên Tiếp theo tới phiên của ngươi So với một chút nguyên thần của thất giả tình quân Linh cổ đạo tác trên ma cốt Của ác sát ma tổ Lại thuận tiện hơn nhiều dù sau đây cũng là ác sát ma tổ mở cửa sau cho y chẳng qua thứ ninh giả dạ cầm không phải là đạo tắc mà là phương pháp phá giải vì về càng chú trọng vào quá trình chứ không phải kết quả lúc này lại cần thiên đạo xích trợ giúp ghi chép tất cả quá trình phá giải suy rộng ra tác dụng tới thất đại tinh quân mà ngoài ra luyện lại thiên đạo xích còn có một lợi ích bất ngờ đó là thiên đạo chỉ dẫn sau khi ninh giả dạ phá hủy âm mưu của chúa tể bàn xà năm xưa khi vận gia trì tới cấp độ nhất định đã có thể có thiên đạo chỉ dẫn phương hướng thường là để y tế dọn dẹp một số ma giới trả lại một tinh giới sáng sủa thái bình nhưng từ khi gặp phải thất giả tình quân con đường dọn dẹp của ninh giả đã gặp trở ngại không cách nào chấp hành chỉ có thể bỏ qua thôi thiên đạo sẽ không cho thêm bất cứ chỉ thị nào vẫn chỉ cho người tới ma giới đó chẳng qua không hoàn thành thì cũng không đổi hướng không đổi sang chỗ khác được nhưng lần này luyện lại thiên đạo xích tình hình đã được thay đổi theo thiên đạo chỉ dẫn ninh giả đang thoáng cảm nhận được một hướng đi khác một hướng đi vô cùng mơ hồ thậm chí ninh giả không thể xác định đó có phải thiên đạo chỉ dẫn hay không nhưng ninh giả vẫn nhạy cảm phát hiện rất có thể chỉ dẫn này là thèn chốt đối phó với tất cả tinh quân chuyện này khiến cho ninh giả cảm thấy rất buồn cười y muốn đối phó với tất cả tinh quân nhưng lại phải lượn một vòng lớn giúp cho ban đầu hoàn thành một kế hoạch theo một ý nghĩa nào đó là giúp ma gây họa đổi lên một khúc dương của ma tổ qua đó tìm kiếm biện pháp đối phó với tất giả tình quân kết quả vẫn chưa tìm được phương pháp thì thiên đạo đại đưa chỉ dẫn bà mẹ đó thế này gọi là gì vốn diễn đình dạ cho rằng không có chỉ dẫn là vì tất giả tình quân cũng là người được ký vận quan tâm nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện lại không phải như vậy y không tìm được đáp án nhưng y vẫn quyết định tin tưởng thiên đạo cho nên kiên quyết bay về phía kia, đồng thời vẫn không ngừng nghiên cứu ma cốt, phát giải huyền bí nguyên thần của thất giả tình quân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước mắt đã là 7 năm. 7 năm qua, Ninh Giả dạ không chỉ nghiên cứu thấu triệt ác sát ma cốt, mà lý giải đối với thất giả tình quân cũng sâu sắc hơn nhiều. Làng giả thanh tôn nói không sai, thất giả tinh quân cũng giống như tử cực thanh tôn, đều là người chuyên tu tiên đạo, chẳng qua lý giải khác biệt nhau, phương hướng sai lệch, từ cực thanh tồn truyền tu đạo về kiếp lôi Chuyên về sát phạt thất giả tinh quân thì là tinh la vạn tượng thật ra không phải là hắn cường đại tới mức có thể khống chế cả chư thiên phản giới mà là có thể cảm nhận được tiên lực tinh giới từ khoảng cách cực kỳ xa dẫn chúng tới cho mình sử dụng nói toạc ra thì hắn tương đương với một kẻ lãng du am hiểu nhất là chu du trong phản giới ở trong hư không mà không hề suy yếu ngoài ra người này còn am hiểu về không gian và quang đạo vì vậy giỏi về dịch chuyển, sở trường với tốc độ, quyết đấu trong hư không có thể đứng ở thế bất bại. Nói cái khác, ngay từ lúc thành thánh, người này đã chuẩn bị để chu du vạn giới. Nhưng cũng chính vì vậy, khả năng không chế của hắn với những đạo tác khác không bằng lang gia thánh tôn. Dù sao, hắn tu thẳng thiên đạo, độ khó lớn hơn. Nói cái khác, thật ra tranh lệch giữa đạo tác ninh giả và thất giả tình quân còn xa mới lớn bằng nói với đàng giả thanh tôn nhưng chỉ dựa vào điểm này, hiển nhiên còn chưa đủ để đánh bại thất giả tinh quân. Ninh Giả còn phải tìm ra nhược điểm của hắn. Trong mấy năm nay, Ninh Giả vẫn luôn nghiên cứu cái này. Hôm nay, Ninh Giả vẫn đang phân tích đạo tắc trong quyền thần của thất giả tinh quân. Chỉ vẫn ngừng đã nói, phía trước có ba tình giới, tạm tình quấy nhiễu, em là chúng ta phải đi vòng qua rồi. Cách gì? Ninh Giả tập trung quan sát, quan nhìn thấy theo lộ trình thiên tầm đang đi, thi thoảng một tháng nữa sẽ có ba tình giới vòng quanh như bằng ngôi sao xoay quanh mặt trời vậy lên một khu vực tối đèn trống rỗng dựa theo kinh nghiệm giao thủ của thất giả tình quân chỉ cần tới gần bất cứ tiên giới nào thực lực của thất giả tình quân sẽ tăng vọt cho nên đường nhiên phải đi vòng qua nhưng thời khắc này trong lòng ninh giả máy động bấm con tay tính toán trong lòng đã hiểu ra y nói đây chính là vị trí mà thiên đạo chỉ dẫn chỉ vẫn gừng tức giận lườm im một cái bằng ngôi sao xoay vòng vòng một khi tiếp cận tình giới, chắc chắn thực lực của thất giả tình quân sẽ tăng vọt. Chẳng có chắc trong tình huống như vậy, chẳng sẽ đối phó được hay không? Để ta xem thử xem. Ninh giả đã tế ra thiên đạo xích. Chỉ thấy thiên đạo xích phóng ra một luồng sáng nhỏ, loáng thoáng của cảnh tượng hùng vĩ. Chỉ tiếc là ngoài ninh giả, không ai hiểu được huyền bí bên trong. Chỉ trong trước mắt, ninh giả đã tính toán được vô số khả năng, hạ giọng nói. Đúng là nơi này thế cục rất lớn, tuy không quá rõ ràng, nhưng có thể sẽ trở thành kết cục giúp chúng ta thay đổi tình thế lại thêm chúng ta thuận theo mệnh trời không thể không tới thiên đạo bảo chàng chịu chết chàng cũng chịu chết à công tôn điệp hỏi tính cách cô nàng vốn bay nhảy xưa nay chưa từng để ý tới thiên đạo đinh dạ cười nói nàng cũng có thể hiểu là thử thách cái thuận theo thiên mệnh trời thì phải chú ý trung thành nếu gặp nguy hiểm lại không tới thế thì còn gọi là thuận theo mệnh trời còn cưng của khí vận cái nỗi gì đương nhiên các nàng nói cũng không sai có lẽ thiên đạo bảo tà tới chịu chết nhưng trời cao luôn lưu lại đường sống không cắt đứt mọi đường lui cho ngươi có lẽ chuyến này sẽ nguy hiểm mưu sự tại thiên hành sự tại nhân linh dạng đào ngược cầu trầm cồn kia bây giờ mưu sự là thiền ý thành bại là do người sống hay chết cuối cùng phải dựa vào mình nhưng nếu thiền bệnh có số linh dạng cũng không cự tuyệt y hạ lệnh cho thiên tằm trực tiếp đi vào chính giữa bang ngôi sao cách sang ngàn vạn dặm thất giả tình quân ngồi trên một con thuyền con thuyền đó đi trong hư không thất giả tình quân chắp tay đứng trên thuyền đối với hắn bóng tối hư không vô tận lại như cảnh tượng phồn hoa mỹ lệ thi thoảng vung ra một tay phía trước lại lóe lên ánh sáng chớp là bố trí của tu sĩ trên thiên thầm vì hắn tiện tay giải trừ bốn mươi năm truy kích đến vậy mà thiên tầm kia vẫn còn sức lực có thể thấy chắc chắn bên trong có một tiểu thế giới chống đỡ nhưng tiêu hao nhiều năm, thế nào chẳng có cực hạn. Bản thôn không tin các người có thể đi mãi được. Tất giả tình quân hở lạnh rồi nói. Hắn có sinh mệnh dài đằng đẵng cũng có chủ kiên trì. Bằng nhiêu năm rồi, chưa gặp chuyện gì nguy hiểm, cho dù gặp được ai mạnh hơn mình. Thật ra tình quân vẫn dựa vào năng lực tung hoành hư không, xây dừa với đối thủ tới khi đối phương mệt chết. Đối với hắn, tình hình trước mắt không coi là gì. Cho dù đuổi thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Thời khắc này đang tiến lên Trong lòng bộ có cảm giác Bấm con tay tính toán Thất giả tình quân đã cảm nhận được tình hình bên kia Không khỏi kinh ngạc Ở kia, phía trước là khu vực có bàn ngôi sao xoay vòng Xem ra là một nơi có bí bảo Có lẽ sẽ có thành quả đây Nhưng đinh giản đây không đi vòng qua Mà nhắm thẳng vào đó Hắn choáng váng rồi à Thất giả tình quân tiếp tục suy tính Cuối cùng cũng hiểu, sắc mặt trầm xuống Hóa ra là thế Con đường này có nguy cơ lớn Quy cơ cũng là bước ngoặt. Thằng nhãi này cũng quyết đoán thật đấy, nhưng chỉ dựa vào một đại đạo nguy hiểm mà muốn đối phó với bản tôn, đúng là quá nóng vội. Thôi được, bản tôn chơi với người. Không khéo, còn có một mũi tên trúng hai đích. Thanh nhân chỉ cảm thấy hứng thú với huyền bí. Thời khắc này đã biết nơi đây có bí ẩn. Tất cả tinh quân không hề khách khí, dốc toàn được đuổi theo. Trong hư không, bằng ngôi sao xoay vòng, chính giữa là một khu vực trống rỗng nhưng nếu người nghĩ rằng đó là lỗ đen Thế thì hoài sai hoàn toàn Trông đó đen kịt Thậm chí có thể thôn tính cả ánh sáng Nhưng khi tới gần sẽ phát hiện Thật ra đó là một tình giới Thế giới không ánh sáng Toàn bộ tinh giới được bao phủ trong bóng tối Không phản xạ lại bất cứ ánh sáng nào Khiến cho nó trông rất giống một lỗ đen vũ trụ Điều khiến cho ninh xạ xác nhận Nó là tinh giới Thật ra là một luồng lực lượng cường đại Lực vô hình Nếu tình là phản giới có khoa học Đinh giả sẽ nói đó là lực hút hoặc một loại lực tác động lẫn nhau nào đó. Nhưng thực tế biểu tả này cũng không chính xác. Chuyện của tiên giới phải dùng cách nói của tiên giới để giải thích. Đạo lực, một loại lực lượng hùng vĩ có mà biểu tả, dựa theo một loại đại đạo nào đó. Đặc tính của nó là thần bí, có lòng nắm bắt. Cho dù thiên tầm đã tiếp cận tới mức chỉ còn bảy ngày đường, cho dù đã cảm thấy cảm thụ lực lượng mình mông khiến cho người ta như muốn nghẹt thở, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến đình dạ không thể xác định được nó là cái gì. Chuyện này khiến cho y cực kỳ kinh ngạc. Một luồng thiên khiển chi quang phát ra, chưa tới tình giới đã biến mất không thấy tổng tích. Nơi đây hấp thụ tất cả ánh sáng phóng vào. Phủ quân, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi tiếp được. Lâm Đăng Thiên vội vàng nói, cô nàng vốn có tính nhát gan, nhưng chính vì vậy lại cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm. Thời khắc này, nguy cơ khổng lồ tới mức cho dù Lâm Lang Thiên đã là nhân hoàng, cũng cảm thấy khó mà thở nổi. Trong lòng hoảng hốt bất an, thậm chí đứng ngồi không yên. Thực ra, đâu chỉ có cô nàng, tất cả tu sĩ thiên tầm đều bị đạo lực của tình giới khổng lồ ở phương xa bao phủ. Trong lòng chợt kinh hãi, lo lắng, bất an. Ninh giả dạ phạt tử lão là một trong số ít những người có thể giữ được bình tĩnh. Y quay đầu lại nhìn tử lão cũng rất bình tĩnh nói. Người cảm thấy thế nào? Tử lão đã nhạt nói là tử vong tử vong tuyệt đối tử vong tuyệt đối à đạo lực sao tử lão vô thức gật đầu đi vào là chết chắc chắc là một loại đạo lực về tử vong kết thúc không không đúng nhưng ninh giản dạ lại lắc đầu không đúng à mọi người kinh ngạc nhíu mày ninh giản dạ đã nói nơi này có nguy cơ rất lớn kẻ đi vào khó sống được nhưng đạo lực này không phải đại đạo về kết thúc hai bên không thể nói gộp làm một chị văn ngưng đã hiểu ý của y ý. ý của chàng là tuy nơi này có đạo lực cường đại nhưng không phải tại đạo về sát lục tử vong, nguy cơ không liên quan gì tới đạo. Không liên quan. Linh giả trả lời như chém đình chặt sắt. Vì sao? Mọi người đồng thanh hỏi. Linh giả không nói câu nào mà ngoắc tay một cái, lên một con yêu thú ra khỏi trì vị giới, giơ con tay đánh ra một đòn. Con yêu thú kia chết ngay tại chỗ. Ngay khoảnh khắc sau, Linh giả đã dùng âm dương pháp chầu nhiếp hồn. Con yêu thú này mà y vừa chết chết đã sống lại rồi. Thế cảnh này, mọi người đã hiểu ra ý của y. Nếu nơi này là đại đạo tử vong kết thúc, thế thì dưới ảnh hưởng của đạo nghiệp không lâu nay, âm dương Pháp Châu sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Bây giờ nó vẫn phát huy tác dụng, chứng tỏ nơi này không phải đại đạo tử vong. Chẳng qua trong tình giới còn có nguy cơ, vì vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Có một số chuyện không cần phương pháp đặc biệt hay phức tạp gì để chứng minh, chỉ cần thủ đoạn đơn giản nhất là có thể chứng thực được rồi để xem như biện pháp kiểm chứng ngược của tình giới. Ninh Dạ chứng minh nơi này không phải nơi tuyệt tử, nhưng vẫn nói, thì không phải nơi tuyệt tử, nhưng dẫu sao vẫn có nguy hiểm, cũng phải chuẩn bị một chút. Nó xong y phát động côn đôn kính, trong côn đôn kính có chỗ đõm xuống, tạo thành vòng xoáy không gian, lại kết nối với phần thần. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ninh Dạ giơ tay ác sát kim cốt đã bay ra khỏi vòng xoáy rơi vào tay của phân thân. Lần này thủ đoạn của y càng xảo diệu, thậm chí không kinh động tới hàng vũ thánh tôn. Mọi người đã hiểu ra, nơi này tuy nguy hiểm nhưng trời cao vẫn để lại đường sống, không khéo đường sống ứng với thiền trùng giới. Ninh dạ trả là ác sát kim cốt, không chỉ thực hiện lời hứa mà còn giúp phân thần nhanh chóng trưởng thành. Trên kim cốt có thành quả cảm ngộ huyền bí của y trong mấy năm qua. Thậm chí còn có một chút phân thần của thất giả tinh quân có những thứ này chắc chắn có thể giúp phần thần đột phá tiếp. Sau khi xong xuôi, Ninh Giả không hề do dự, chỉ huy thiên tầm bay về phía mặt trời không ánh sáng kia. Nhưng trang sĩ một đi không trở lại. Thiên trùng giới, cực quang đảo. Ninh Giả đang chế phủ. Đã lâu lắm rồi, Ninh Giả không chế phủ. Dù sao đối với y mà nói, đây đã là hành động không cần thiết. Thế nhưng trong thời gian gần đây, y đột nhiên cảm thấy hứng thú. Hay nói chính xác hơn là có cảm giác phù chú cũng là đạo pháp của thiền địa. Theo một ý nghĩa nào đó là dùng một hình thức khác thì pháp thiền địa. Gần đây y cảm ngộ rất nhiều, đạo đổi tiến bộ, lượn một vòng rồi đột nhiên cảm thấy có cảm xúc đối với phủ đạo, cho nên bắt đầu chế phủ. Nằm giờ trình độ chế phủ của y tới cấp 4 rồi không với khi tu hành, thậm chí toàn dùng vô thiên thuật tăng cường phủ đục. Bây giờ đã nhiều năm không chế phủ, theo lý mà nói trình độ sẽ xả rút, không ngờ tâm phù lục đầu tiên mà y chế ra lại là phù lục cấp 3. Sao mình lại thăng cấp chứ? Hơn nữa, còn từ cấp 3 hạng giữa đến cấp 3 hạng cao. Dù sau đây cũng là lần đầu tiên chế phù sau nhiều năm, còn ngượng ngược tay. Chuyện này khiến cho ninh giả khá kinh ngạc. Quả nhiên có cảm ngộ là nhiều mặt cùng tiến bộ. Thế là y tiếp tục chế phù. Tâm phù lục thứ hai khôi phục được nhiều cảm giác hơn, đã trở thành cấp 2. Tới tâm phủ thứ ba một phù lục cấp một đã trên tay nhìn phù lục trên tay Linh giả cũng không biết nói gì qua nhân khi bản thân lên tới trình độ nhất định thì học cái gì cũng nhanh đạch trời giữa cấp 4 và cấp 1 mà y cũng vượt qua rồi nhưng đáng tiếc như vậy thì có tác dụng gì phù lục chỉ ghi lại tiền pháp tiền pháp tùy mạnh nhưng sao bằng đạo cảnh cuối cùng y cũng là vô nghĩa trừ vì có thể ngưng tụ đại đạo vào trong ơ kia sao lại không được trong đồng linh giả đột nhiên đã lên ý tưởng này chứng đạo tại thân, chứng đạo tại thần, người chứng đạo đều có chỗ dựa vào, sao không thể tại phù cơ chứ? Thú vị đây. Nhưng tình Giản lập tức bỏ qua ý tưởng này, dù sao cũng không phải là con đường của y, y không định làm vậy. Nhưng loáng thoáng như có suy nghĩ gì đó, y có chút nghi hoặc, có chút khó hiểu. Cũng như cảm ngộ của bản thân trong mấy năm nay gặp phải một bình cảnh nào đó, một phương hướng đặc biệt xuất hiện, tạo thành lỗi trẻ trước mặt mê man, không biết đi hướng nào. Đang lúc mê man thì trong lòng máy động, một vòng xoáy không gian xuất hiện, Linh giả giơ tay, ác sát kim cốt đã bay tới tay. Y cảm nhận được tình hình bên trong bản thể. Y co mày rồi nói, bà ngồi sau lượn vòng quanh tuyệt địa. Ngay lúc này, ta lại đốn ngộ phủ đạo, liệu có liên quan gì không? Y và bản thể tâm thần tương hợp, bản thể suy nghĩ phần thần tự hiểu, sinh trạng ở đây. Tay cầm ác sát kim cốt, Linh giả lẩm bẩm, có lẽ nên tìm một chút gì đó để phá giải tình thế bên kia. Đúng lúc này ninh giả tâm thần chấn động, đột nhiên biến sắc. Khoảng khắc đó y cảm thấy tiền hệ giữa mình và bản thể đã bị đứt đoạn. Y không cách nào cảm ứng được tình hình hiện tại và ý chí của bản thể nữa. Trong lòng đang lo lắng, lại thấy lầm làng chạy tới. Sẽ đã chuyện lớn rồi, lần này thì não nhiệt lắm rồi. Miệng thì hô phiền phức, nhưng gương mặt nhỏ, bừng bừng hứng thú, chỉ e là thiên hạ không loạn. Sự này la gan của lầm làng là nhỏ nhất Thế nhưng không có nghĩa là cô nàng này cũng không thích xem trò vui. Cũng tức là đứng ngoài xem thì không ngại. Khi chuyện không liên quan tới mình, Lâm Lang còn thích mọi chuyện lớn hơn một chút. Vì vậy, xét theo, theo tiêu chuẩn của cô nàng này, nếu là một chuyện phiền phức, có thể cười nói, thế thì phiền phức này đúng là phiền phức. Nhưng người chết chắc không nhiều, mà lại khá là náo nhiệt. Đinh xã rất bình tĩnh nói, ai phiền phức, phiền phức gì? Là cừu bất quân, ông ấy gây phiền phức to rồi. Lâm Lang Thiên cười hì hì, sư thúc à? sau sơ thúc lại gây phiền phức sau năm đó ở nguyệt hoa hải châu Dẫn dữ phản bội ngũ nguyên tông cựu bất quân đã trở thành tán tu nhưng căn cơ của hắn vẫn còn đó lại có nhiều hào hữu tán tu gì đó cũng không quan trọng nói tới tiền pháp cũng không thiếu lại thêm người già thích du sơn ngoạn thủy trước đây không có cơ hội giờ cuối cùng cũng được vui vẻ tiêu dao thời gian gần đây nhất hắn rất thần thiết với đám dùng thành rành rỗi còn đi lung tung tán cái rất có phòng độ của hà nguyên thánh nằm xưa lưu danh khắp các con thành lâu. Thật ra, đây mới là tác phong thường thấy của rất nhiều tu sĩ thiên tầm. Dù ra bản thể tu hành, phần thần đấy à, hưởng thụ được thì phải hưởng thụ nhiều một chút. Ai đã như ninh giả, đã phân thân rồi mà ngày nào cũng tu hành, chẳng hiểu vẻ đẹp của nhân dân, thật là quá đáng tiếc. Vì sư thúc này sinh sống vui vẻ, nào có phiền thoái gì? Ninh giả vẻ nói, nàng cứ nói thẳng ra đi. Lâm làng đã thuật lại một tràng dài, hoa ra làm mấy ngày trước cửu bất quân tiêu rào quái hoạt không biết vì sao lại cám dỗ một vị nữ thiên kiều của một môn phái trung đẳng quyến rũ thì quyến rũ thôi chuyện này cũng chẳng có gì thế nhưng phụ thân của cô gái kia lại là trưởng giáo một phái sau khi biết chuyện lại giận tím mặt con cho người truy sát Truy sát thì truy sát thôi chuyện này cũng chẳng có gì thế nhưng đánh không lại cái này thì hơi lúng túng cửu bất quân đành phải bỏ chạy chạy trốn thì chạy trốn thôi chuyện này cũng chẳng có gì thế nhưng trốn cũng không thoát kết quả bị đuổi tới một vùng núi hoang vắng rồi bị nhốt ở đây bị nhốt thì bị nhốt thôi chuyện này cũng chẳng có gì thế nhưng thiên địa dị biến vùng núi non hoang vắng này lại ẩn chứa càn khôn thiên địa dao động nghe nói có bí cảnh sắp xuất hiện bí cảnh thì bí cảnh thôi chuyện này cũng chẳng ây à lần này thì có gì rồi lại đa số tù sĩ coi trọng bí cảnh và bảo tàng bất luận nơi này, này đáng mấy đồng tiền cũng nên tới xem tìm kiếm một hồi không khéo bản thân là con cưng của ông trời đừng trời cao sủng ái bàn cho đạo hạnh trúng mánh thì sao nói chung khu vực núi non hoàng vắng đó đột nhiên náo nhiệt hẳn kết quả là vô số tu sĩ rào rào chạy tới đợi đến ngày bí cảnh mở ra hoàn toàn cựu bất quân vốn có một ngàn lẻ một phương pháp bỏ trốn kết quả xung quanh náo nhiệt hẳn lên mẫu chốt là bản thân hắn cũng cảm thấy hứng thú với bí cảnh này không đỡ bỏ đi kết quả làm đỡ thời cơ không chạy được nữa thế là bị tóm vì chẳng sao kia bắt được cửu bất quân nhưng không giết hắn mà định dùng hắn làm đá dò đường tham gia nguy hiểm trong bí cảnh giúp mình vì vậy bây giờ coi như cửu bất quân đang gặp phiền phức bất cần chút thôi là sẽ mất mạng ngay bây giờ ninh giả dạ không hứng thú gì với bí cảnh nữa huống chi bản thể đang gặp nguy cấp nhưng y không thể không lo tới cửu bất quân hơn nữa y cứ cảm thấy hai chuyện này quá trùng hợp cho nên hỏi bí cảnh kia có động tĩnh lúc nào lâm lang trả lời ngoài ba ngày trước. Ba ngày trước à? Tính toán về thời gian, khi đó bản thể đã tiến vào phạm vi của tam tinh, đang cảm nhận được áp lực vô cùng khổng lồ. Nhưng đây là một quá trình tăng cường dần dần, liệu có liên hệ gì không? Có lẽ có chăng? Cũng có lẽ không. Ninh giả không chắc chắn, nhưng trong lòng lại cảm thấy, nếu có liên hệ kéo lại càng tốt. Ừ, dù sao đi chẳng nữa cũng phải mau mau tới xem thôi. Cho nên nói, nhưng người khác đâu rồi? Lâm đang hiểu ý của y, bèn đáp. Bọn tử lão đã đến Nhưng ta thấy đây là chuyện lớn Hơn nữa nghe nói còn có mà đạo dính vào Có lẽ chẳng sẽ hứng thú Nghe nói ư ừ, Đúng vậy Lâm Lăng nghiêm túc gật đầu Nghe nói khi biết cảnh có động tĩnh Còn có một luồng ma khí dâng lên rất cao Nhưng lập tức biến mất không thể bóng dáng Vậy à Ninh giả chợt phút cầm Thế thì phải nhanh nhanh đến xem thôi Giả Hồ Lĩnh Từ diệp cao mày nhìn vào hào quang bảo khí trên bầu trời Tâm trạng bực tức đến mức khó tả Sao lại như vậy? Sao lại như vậy được? Không thể nào. Rõ ràng chưa tới thời điểm phát động, sao đột nhiên biết cảnh lại xuất hiện. Rồi hiện một cách hết sức kỳ quái, không thấy bất cứ dấu hiệu gì. Tất cả bố trí đều không có vấn đề. Chẳng hiểu sao tự nhiên mất khống chế. Hắn không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ là ninh giả? Dạ? Thế nhưng cũng không thể nào. Mình đã ba đầu tính toán vụ xong, đã đoán được phong cách hành sự của ninh giả. Dạ. Theo một ý nghĩa nào đó, Bây giờ mình và đinh xạ Đang bị buộc chung trên một sợi dây Tùy sớm muộn gì cũng trở mặt Nhưng tóm lại vẫn chưa tới lúc Chẳng lẽ hắn tìm hiểu được toàn bộ kế hoạch của mình rồi Chuyện này khiến cho tử diệp Cực kỳ bất an các đầu sư tử bên cạnh vẫn bình chân chư vại Sớm thì sớm thôi Đang đau cũng không nhiều lắm Sấp xỉ là được Sấp xỉ là được à Còn bà nó người không thể làm việc theo kế hoạch sao Một câu sấp xỉ bà cứu vãn được sao Tử diệp tức muốn học máu nhưng hắn cũng biết đại đa số ma đầu đều có cái tính sám thối này, nhưng không thể bắt bọn họ làm việc tinh tế tỉ mỉ được. Thế còn là ma đầu nữa không chứ? Ngược lại, loại như mình mới bị diệt trong ma giới. Nếu không phải, chúa tể coi trọng. Năm xưa, hắn cũng không có cơ hội quật khởi. Từ diệp cũng chẳng muốn tốn nước miếng với lão đại, lại nói luôn. Chuyện này rất là lớn rồi, phải chú ý cho kỹ càng. Bi cảnh sắp chính thức mở ra, chúng ta phải cẩn thận một chút. Cho dù thế nào thì cũng không thể để kế hoạch của chúa tể xảy ra sai sót được. Đúng thế, các đầu sư tử siết chặt nắm tay, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ đường hầm. Từ diệp trận trắng mắt nhìn hắn, bà mẹ nó, người nói bảo vệ là bảo vệ được chắc. Thôi thôi, nói chuyện với loại đầu đất này làm gì? Từ diệp thành nói, bây giờ không phải vấn đề đường hầm mà là vấn đề bảo mật. Đường hầm mất rồi thì còn có thể dựng lại, nhưng chỉ sợ bí mật bị tiết lộ ra ngoài. Mục kế thật sự của chúng ta bị hình dạng biết được, Thế thì không còn cơ hội nữa rồi Các đầu sư tử nghi hoặc Chẳng phải hắn biết rồi sao Từ diệp bị gã chọc tức điền lên Ngươi bị ngu à Thứ hắn biết chỉ là thứ chúng ta cho hắn biết Ta biết hắn biết Nhưng hắn chưa chắc đã biết chúng ta biết hắn biết Hắn đầu có thứ mà chúng ta không cho hắn biết chứ năm một tràng dài ơi là dài Các đầu sư tử hồn bề bất tỉnh luôn Đệ đệ Người đang nói cái quái gì thế Từ diệp tới đoạn sau cũng liếu lưỡi Thôi vậy thôi vậy ta nói mấy thứ này làm gì, đành kết thúc. Bí cảnh sắp mở ra rồi, nhìn ánh mắt của ta tùy cơ mà ứng biến. Nhưng sẽ thấy đầu óc của loại ma này, dường như khéo nhìn ánh mắt thôi cũng không hiểu, lại bồi thêm một câu. Ta bảo đánh thì người chạy, ta bảo chạy thì người đánh, hiểu chưa? À, tức là làm ngược lại phải không? Đã hiểu rồi. Các đầu sư tử lẫm liệt trả lời. Đúng vậy. Từ diệp thở ra một hơi. Đúng lúc này, một luồng hào quang sông thẳng tới chân trời, bí cảnh mở ra rồi ánh sáng của bí cảnh lóe lên khiến vô số tu sĩ kinh ngạc anh ấy dồn dập hò hét mở rồi mở rồi cảm giác như cách đặt cược trên chiếu bạc đang mong chờ thời khắc mở bát một cánh cửa bí cảnh như thế xuất hiện trước mặt mọi người các tu sĩ dồn dập tràn vào trong khu vực vô chủ nhanh thì có chậm thì không nhưng bí cảnh cực kỳ nguy hiểm vì vậy không ít tu sĩ kết thành đội ngũ làm việc kim đỉnh môn quan trùng khắc chắp tay sau lưng mặt đen râu dài khi vũ hiền ngang đi đằng trước đi trước hắn nữa một chút là cứu bắt quân sau khi ông lão này khôi phục thành xuân thậm chí tâm thái cũng trẻ lại đi cửa gái khắp nơi rõ là quái hoạt khổ nỗi cũng đến lúc thuyền trong cống giờ lại bị người ta tóm cổ chỉ có thể làm con tốt đi trước thăm dò đường biết cảnh này chẳng có gì tươi đẹp đầu đầu cũng là cảnh tượng hoang tàn chuyện này khiến mọi người bỗng có cảm giác xấu tài nguyên trong bí cảnh có phong phú hay không có thể nhìn qua hoàn cảnh là biết nơi có tài nguyên phong phú thì linh khí cũng phải dồi dào, thậm chí môi trường tự nhiên cũng rất tốt. Bây giờ khắp nơi đều hoang vu, chẳng khác nào sơn cùng thủy tận, hiển nhiên là không phải con đời linh khí dồi dào, không có hy vọng gì về tài nguyên rồi, chỉ mong có bảo vật gì tốt tốt một chút. Nhưng đi suốt cả chặng đường, thậm chí không thấy còn yêu thú nào, chẳng gặp cơ quan gì, mọi người càng ảo não hơn. Xem ra, đây là đất trống rồi. Đang lúc buồn bực, chợt thấy dưới lòng đất xa xa có một đám sinh vật hình dạng kỳ quái ùn ùn kéo tới trông như là đứa trẻ cao chỉ có một mét nhưng đứa nào đứa nấy mặt xanh đanh vàng tay cầm vũ khí sắc nhọn sau khi thấy bọn họ là đồng thời quát lên một tiếng sống tới ồ ạt tu sĩ kim đỉnh bồn vô thức xuất thủ nhưng do không biết thực lực đối phương cho nên dường như không có ai dốc toàn lực cả chỉ tiếp một loạt tiền thuật tuôn trào lũ vào vật chết ngay tại chỗ Thế năm ma vật nhỏ nhỏ này không chịu được một đòn mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này có người đi qua bên cạnh xác một con ma vật thêm một thứ nhỏ nhỏ lấp lánh nhặt lên xem thử vui vẻ nói là tinh xa tinh sa là một loại tài nguyên tu hành hiếm thấy sở trường về không gian có thể chế tạo pháp bảo loại không gian nhưng một hạt thì ít quá lúc này mọi người thấy hết ma vật bị giết có bảo bối ai đấy hưng phấn hẳn lên dồn dập tìm toi quả nhiên tìm được tinh xa trên người một số ma vật. Nhưng đáng tiếc, mỗi con ma vật này chỉ có một hạt, số lượng vẫn quá là ít, mấy chục hạt gộp lại còn không đủ luyện một túi chữ vật. Ít còn hơn không có. Quan trọng khắc nói một câu ra vẻ. Tốt xấu gì hắn cũng là thu sĩ niết bàn, xét theo góc độ của hắn, đúng là chút thu hoạch đó không tính là gì. Khoảnh khắc sau đã thấy sương bổ bồng lùng lại một lũ yêu vật khác xuất hiện, vẫn là cái đám thiết nhít kia. Chàng qua trông đơn hơn một chút, kêu ô ô a a rồi lao tới. Ở kia, quan trung khắc cũng kinh ngạc. Hắn không thấy được đám ma vật này chui từ đâu ra. Nhưng những người khác đã đổi hứng thú, dồn dập lao tới chém giết. Không có gì bất ngờ, chứ người đám ma vật này nhỏ cũng rời tinh xa. Hơn nữa là kích thước còn lớn hơn trước một chút. Chuyện này khiến không ít người trở nên hưng phấn. Hóa ra chỗ này không có tài nguyên, ma vật chính là tài nguyên. Hơn nữa ma vật còn rất dễ đối phó, nếu thế còn chờ gì nữa Kết quả là người người anh dũng sùng phong Cùng lúc đó Những tu sĩ khác đi vào nơi này Cũng gặp phải các loại sinh vật kỳ quái Nhưng không hề ngoại lệ Tất cả ma vật chết đi đều rơi ra tinh xa Thế này là sao Trong góc bí cảnh Từ đã nhìn tinh xa trong tay Nghi hoặc nói Ma vật chủng loại khác biệt Nhưng vì sao tất cả ma vật đều rơi ra tinh xa Cái này không hợp lý Chuyện khác thường ăn có chỗ lạ Xem ra bí cảnh này không đơn giản rồi Phương Thiên Lung ở bên cạnh nói Linh Thượng Tiên đã đưa tin Rất có thể ở đây có bí mật rất lớn Bảo chúng ta phải thật cẩn thận Đừng tham lam Thiệt làng cũng nhắc nhở ngay Hay là đi cứu cửu bất quần trước Không cần vội Từ lão cười nói Kim Đình Bồn dùng cửu huynh làm con tốt dò đường Nhưng lại không biết bọn họ Cũng là con tốt dò đường của chúng ta Cứ dùng bọn họ thăm dò chốt đã Còn cái lũ ma vật này Tạm thời đừng giết Đợi ninh giả tới rồi tính mọi người đều là người lão luyện kinh nghiệm phong phú sau khi giết liền ba đợt anh nhận ra có gì đó không đúng hình như cứ giết hết đợt này là có đợt sau hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh nếu không có hạn chế thế thì theo lý thuyết có thể tăng cường vô hạn vì vậy để tránh hậu hoạn cần kiềm chế một chút nhưng chỉ có ít người kiềm chế được lòng tham đối với phần lớn tu sĩ ma vật xuất hiện không khác gì rau hẹ tốt nhất cho bọn họ nếu không thu gặt chẳng phải có lỗi với mình lắm ư vì vậy, khắp nơi trong bí cảnh, đầu đầu cũng có tu sĩ càn quét chém giết. Không ai chú ý tới, trên cùng của bí cảnh còn có hai người đang quan sát mọi chuyện. các đầu sư tử cười ha hả, cái lũ tu sĩ này đúng là ngu ngốc, đúng là tiền làm người ta động lòng, chỉ cần có lợi ích là luôn mở lý trí. Từ diệp vẫn rất tỉnh táo nói, đồ ngu, thứ cần chú ý có phải lũ người này đâu. Ta biết chứ, người lo về ninh dạ phải không? các đầu sư tử ngang nhiên nói, nhưng bây giờ hắn vẫn chưa tới cơ mà Có lẽ hắn cũng không để ý tới chuyện này đâu Đúng Ninh giả vẫn chưa xuất hiện Từ diệp cũng biết đại ca có lý Với thân phận của Ninh giả hiện giờ Một bí cảnh không rõ tình huống mở ra Theo thế mà nói không thể thu hút ý tới Nhưng không biết vì sao Từ diệp vẫn cảm thấy lo lắng Hắn suy nghĩ một chút rồi nói Ninh giả có số khí vận thiên đạo che chở Đừng thiên đạo chỉ dẫn Không thể không cảm nhận được chuyện ở nơi đây nhưng thiên đạo thì khó dò, Không phải chuyện nào cũng có chỉ dẫn Lão đại đầy trả lời Đây cũng là sự thật Nhưng chính vì là sự thật Nên Tư Diệp càng đau đầu hơn Phải biết vì kế hoạch này Hắn đã tập trung quá nhiều công sức và tâm trí Tính toán tất cả mọi thứ khả năng Bao gồm cả ninh giả phá hoại Nhưng hắn không tính được Lại có chuyện bất ngờ ý cảnh lại tự mở ra Hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước Đến giờ vẫn không biết nguyên nhân là gì Đương nhiên nếu tất cả đều thuận lợi thì đây cũng không phải là chuyện xấu. Thèn chốt trong chuyện này đã chuẩn bị xong. Nếu phát triển thuận lợi, hoàn thành kế hoạch sớm, thế thì càng tốt hơn. Nhưng còn tinh giả thì sao? Hắn chuẩn bị tầng tầng lớp lớp để lừa dối ninh giả. Khổ nỗi ninh giả không hề xuất hiện. Tới giờ mọi chuyện không có vẻ đang phát triển theo hướng tốt. Nhưng tất cả đều không trong kế hoạch. khiến cho từ diệp cực kỳ phiền muộn, không biết nên bừng hay nên lo. Lão đại đầu sư tử chắc là người duy nhất vui vẻ Dẫu sao tình hình bây giờ cũng có vẻ trong kế hoạch. Đây là chuyện tốt, Xong người phải buồn lo vô cớ. Từ diệp nhìn hắn một hồi rồi thở dài. Đúng là những tu sĩ kia bị lợi ích trước mặt trẻ mắt. Nhưng người cũng vậy thôi. Bị kế hoạch thuận lợi trẻ mắt, ta có cảm giác xấu. Cái gì? Đầu sư tử không hiểu. Ta đoán e là ninh dạ đã tới. Từ diệp nói với giọng trầm trầm. Đúng là ninh dạ đã đến. Với thân phận một tu sĩ bình thường, đến cùng bọn trì vãn hưng và lâm lang nhưng khi Tử Diệp đau đầu Thật ra đình Dạ cũng đau đầu đốt Y đau đầu là vì vừa đến nơi đã phát hiện Ra chỗ này quả đúng là ma giới dở trò Mà hải tâm nguyên trận huế thổ hoàng tuyên Quỷ quốc kinh hồng đồ Mà hải tâm nguyên trận là một đại trận ma giới Dùng giết chóc để ngưng tụ ma lực Có thể làm căn nguyên cho vạn ma Huế thổ hoàng tuyền tương tự như Âm dương pháp châu của đình Dạ Có thể chuyển sinh Nhưng dường như chỉ chuyển sinh ma vật thôi quỷ quốc kinh hồng đồ là một thần vật chính là trọng vào chế tạo tạo tác quỷ đinh ba thứ này đặt chung một chỗ lấy thêm bản thân viết cảnh có hơn vạn tần cấm chế mấy trăm trận pháp tạo thành một khu vực đặc thù có thể không ngừng chế tạo quỷ vật cũng là loại ma vật đặc thù kia có thể nói chuyển hóa chúng thành ma lực cho những cái người kia hấp thu gần một loại thủ đoạn ma hóa điển hình như vậy nghe thì không có gì nhưng một khi số lượng nhiều lên thủ đoạn nhỏ ấy cũng trở nên khác biệt Vấn đề duy nhất của biết cảnh này là số lượng trong thủ đoạn này đã lớn tới mức không gì sánh được. Nếu để mặc những thủ sĩ kia giết tiếp, không kéo còn sinh ra hàng trăm, hàng vạn ma vật niết bàn. Đây cũng chính là một tác phẩm siêu cấp. Vấn đề đám ma môn bị suy yếu tới mức không thể yếu hơn ở thiên trung giới không thể làm được. Vì vậy chắc chắn là đám ma vật tử diệp làm ra. Suốt cuộc bọn chúng bố trí cái này để làm gì? nếu nói từ diệp bị quấy nhiễu vì chuyện bất ngờ khiến cho kế hoạch quá thuận lợi thế thì đinh dạ bị quấy nhiễu vì từ trước mắt quá rõ ràng bà mẹ nó từ diệp người coi thường ta quá đấy làm cái này để lừa ta ư có thể nói hai bên đều thấy mờ hồ không hiểu trong hồ lô của đối phương có bán thuốc gì đặc biệt là bây giờ đinh dạ còn một nghi hoặc suốt cuộc chuyện này có liên quan tới nguyên bản hay không nếu như có thì liên hệ ở đâu Cạch! trong tiếng hò hét một con ma vật bị giết chết chỉ vẫn ngừng quắc tay một cái một hạt tinh xa đã rơi vào trong tay cô đưa cho ninh giả không phải là ảo thuật mà là thật ninh giả ừ một tiếng nhìn tinh xa trong tay những tinh xa này cũng đã chân thực không phải ảo thuật nhưng Ninh giả tự biết chắc chắn đây không phải ma vật tự có mà là cố tình trào cho chúng ta bọn chúng như bồi nhử dụ dỗ các tu sĩ sản giết còn bây giờ ma vật không ngừng tăng cường tinh xa cũng càng lúc càng lớn lòng tham cũng càng ngày càng cao. Công Tôn Điệp nói, nếu đây là âm mưu của ma môn, thế thì chỗ tinh xa này là bọn chúng chuẩn bị sẵn. Những bao vật như vậy, nhiều tinh xa như vậy, số lượng phải lớn đến đâu. Không phải bọn chúng chuyển sạch một mỏ tinh xa đến đây đấy chứ. Linh giả gật đầu, nếu tiếp tục thăng cấp thế cảnh giới niết bàn, không kéo tinh xa phải to bằng nắm tay, số lượng đâu chỉ một hai mỏ quặng tinh xa là được. Bình thường thì sản lượng tinh xa cực kỳ ít ỏi, đào hết một mỏ luyện được một tấn tình xà đã coi là nhiều nhưng bây giờ lượng tình xà xuất hiện ở đây đâu chỉ có như vậy lâm lang thầm lo lắng xem ra ma môn có âm mưu rất lớn ninh lang à tốt nhất chẳng mau mau chóng chóng nghĩ ra cách đi nếu còn tiếp tục như vậy chỉ e trong ngày hôm nay thôi sẽ xuất hiện ma vật cấp phủ gấu mất ninh giản đã không lên tiếng y ngẩng đầu nhìn lên bầu trời liên hệ với bản thể vẫn chưa khôi phục cứ như có thứ gì đó che đậy mọi thứ ông trời ơi Tốt xấu gì thì bây giờ ta cũng là con cưng của ông. Chẳng lẽ chỉ dẫn của ông là để ta và bản thể mất liên lạc sao? Ninh dạ thầm phỉ nhổ trong lòng. Đột nhiên một luồng ánh sáng lóe lên trong lòng. Như có thứ gì đó khai mở tâm trí bị che đậy. Khi cho người sống thực vật mở mắt. Người bị bại não bình phục. Kẻ điên khôi phục tỉnh táo. Ninh dạ đột nhiên cảm thấy mình đã khôi phục một chút liên hệ với bản thể. Khu vực tam tinh. Thiên tầm vẫn đang tiến tới tình giới tối tăm kia càng tiếp cận thì tiền hệ giữa đình dạ và phân thân càng yếu. Nhưng các với phần thần, bản thể là nhân hoàng, tu vi cao cường vì phải cảm nhận được nhiều hơn. tiền hệ không ngừng suy yếu cho tới lúc cắt đứt. Cảnh tượng trước mắt nình dạ cũng từ từ rõ ràng. Cuối cùng, y cũng nhìn thấy diện mạo thật sự của khu vực tối tăm kia. Nói đúng hơn, không phải thấy bằng mắt thường mà là thần thức cảm giác được. Lại như tầm nhận bao phủ bên thế giới, cảm thụ sự tồn tại của nó, cảm thụ sự khổng lồ của nó cảm thụ uy thế hùng hồn không gì sánh được. Trời đất ơi! Linh giả kinh ngạc lẩm bẩm. Kể từ khi trưởng thành nhân hoàng tới giờ, y chưa từng kinh ngạc tới như vậy. Sao vậy tướng công? Ba người chị vãn ngưng đồng thời hỏi. Linh giả không trả lời chỉ cười phá lên. Đúng đã có mà tưởng tượng ra được. Thiên đạo trẻ trở, lần này được cho lợi lộc lớn rồi. Nói xong y giơ tay phóng thích một quần sáng. Nơi tầm tối này thôn tính tất cả ánh sáng nhưng ngay khi ninh giả phóng ra quần sáng, trong lòng mỗi người lại như trực sáng. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy, không ngờ trước mặt bọn họ lại là một khối kim loại màu đen bốn cạnh vuông vức. Khối kim loại này vắt ngang giữa không trung cực kỳ khổng lồ, trông như một tinh giới nhỏ nhỏ, nhưng trên mỗi mặt kim loại đều các chi chít phủ văn. Đó là thần khí ẩn chứa đại đạo vô biên, là sự hùng vĩ mềnh bồng mà đám tu sĩ nhân hoàng như Phượng Tiên Lùng, Thiết Lang Tử Lão đều khó mà lý giải đổi là huyền bí của thiên đạo. Thiên đăng trùn rẩy nói, đây không phải tinh giới, rốt cuộc đây là cái gì? Linh giả trả lời, thần khí, hay nên nói là đạo khí, bảo vật kế thừa đại đạo. Đạo khí ư, đạo khí lớn như vậy, trên đó gánh phát bao nhiêu đạo tắc. Đám người phượng tiền lùng đều chấn động. Cực đạo Việt cũng coi là đạo khí, nhưng chỉ gánh phát cực đạo, hơn nữa còn là phần dễ hiểu nhất. Nhưng từ trước mắt, cả cấp bậc hay độ cao đều vượt xa tưởng tượng chỉ tùy tiện hé được một góc thần bí thôi cũng vượt ra bảo vật như cực đạo việt ngay cả từ lão cũng lắp bắp nói cái này chắc chắn là chắc chắn là thiên địa tự nhiên sinh thành hả thiên địa tự nhiên sinh thành ư đình giả cười khẽ cái này nhìn là biết do người làm nên đều ra tự nhiên sinh thành mọi người giật bắn mình chỉ vẫn gừng nói nhưng ai mới có thể chế tạo ra bảo vật cỡ này đừng nói là niết bàn nhân hoàng ngay cả thánh nhân cũng không thể làm được bọn họ cũng coi là từng tiếp xúc với thánh nhân. Năm người lang xa tử cực đều có đạo khí, nhưng không có đạo khí nhà ai trâu bỏ tới mức tự thành bột giới, mà ngồi sao xoay quanh như vậy. Linh giả đã nói, ta đâu con nói đó là của thánh nhân. Nói xong câu này, mọi người lại trợn tròn mắt. Chúa tể ư, người nói cái này là của chúa tể, không được rồi, thế chẳng phải chúng ta tự chui đầu vào lưới sao? Nghĩ tới thứ này do một chúa tể nào đó để lại, tất cả mọi người đều hoảng sợ, đừng lo, ninh giản lại nói vị chúa tể đó không có ở đây. y của người là hắn đi rồi à? để lại bảo vật cỡ này trôi bỏ đi luôn sao? ninh giản lắc đầu, không, y ta là hắn chết rồi. trong hư không, mọi người quay sang nhìn nhau, không thể không há hốc mồm. từ khi đại viễn trình thế giới cho bây giờ, bọn họ mới tiếp xúc với một vị chúa tể, đó là chúa tể ban xa ở phản giới. ư, ừ, lần gặp trai tìm vô danh cũng coi là vậy, nhưng chưa từng thấy chúa tể bản giới. Hay nên nói may mà chưa gặp không nói bây giờ có cơ hội gặp lại là người chết công tôn điệp đến làm lạ sao chẳng biết vì thần của hắn còn lưu lại tại đây tạo tác trên đạo khí này chính là thần của hắn biến thành ninh giả trả lời chứng đạo tại thần chúa thể chết rồi còn thần bất diệt đại đạo hiền hóa tạo thành thần khí đạo tắc siêu cấp trước mắt theo một ý nghĩa nào đó đây đã có thể coi là bảo vật cấp bậc khai thiền tích địa ninh giả biết không phải vì y nhìn ra mà là vì thần niệm cấp bậc này mới có thể cắt đứt liên hệ giữa y và phân thân chúa tể chết rồi mọi người ngạc nhiên thì thào sao lại như vậy được Phương thiên lùng nói chúa tể phải là điểm cuối cùng trên đường tu hành chứ chẳng lẽ không phải vạn năm bất diệt sao cảnh giới thứ 9 chỉ là mục tiêu chưa một ai đạt tới cả cảnh giới thứ 8 chủ nhân đại đạo cũng là điểm cuối đây là điều mọi người nhất trí ngay cả thánh nhân cũng có thể sống vạn năm bất diệt sao chúa thể lại chết đi được, không thể hiểu nổi. Linh giản lại nói, vạn năm bất diệt, nhưng trăm vạn năm vẫn có thể bị diệt. Chúa thể không phải vĩnh sinh, nếu là tính rõ ra, chắc chúa thể cũng có thể chết theo nhiều cách. Ví dụ như tiền đạo bất tung, chúa thể chết. Ví dụ trăm ngàn kỷ nguyên tuổi thọ hào hết, chúa thể cũng chết. Ví dụ như một chúa thể gặp một chúa thể khác, kết quả vẫn chết. Ví dụ như ma giới đại xâm nhập, chúa thể không địch lại cũng chết y liệt kê một nào bảy tám trường hợp cái chết của chúa tể trực tiếp đập tan vẻ huy hoàng vô địch của chúa tể khiến mọi người không biết nói gì không như mọi người nghĩ ninh dạng luôn giữ lòng tin chỉ cần thế giới còn chân lý còn quy tắc thế thì chắc chắn sẽ có sinh tử luân thường một cá nhân cường đại cách mấy đi chẳng nữa cũng chỉ là tương đối tư vô địch vĩnh viễn chỉ có một nếu chúa tể đã không phải điểm cuối thế thì vì sao lại không thể chết đi nói trăng trà đây không phải là vấn đề trí lực Đây chỉ là vấn đề về tâm thái mà thôi Nhưng vấn đề hiện tại không phải vì sao chúa tể lại chết Mà là vì sao thiên đạo lại chỉ dẫn bọn họ tới đây Công tôn điệp hưng phấn nói Có phải chỉ cần chúng ta khống chế đạo khí này Là có thể đánh bại thất giả tình quân không Năm người phượng tiền lùng cười nói Đâu có đơn giản như vậy Thần khí đại đạo đâu phải nói dùng là dùng Không nợ nên giả lại lắc đầu nói Không, điệp nhi nói không sai Chỉ cần nắm giữ thứ này chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại được thất xạ tình quân. Mọi người ngạc nhiên, từ lão đã nói, nhưng sử dụng nó có dễ hay không? Ninh giả suy nghĩ rồi nói, khó thì không khó, dễ cũng không dễ. Con đường thành đạo, hiểu được, lĩnh ngộ được thì sẽ nắm giữ được. Nếu không hiểu, thế thì cả vạn năm cũng chưa chắc đã hữu dụng. Công thôn điệp thẳng tính nói, chàng cứ nói toạc ra mình cần bao lâu mới có thể nắm giữ nó đi. Ninh giả giơ một ngón tay, lầm làng thiền nói, một năm mà. Phượng Thiền Lùng nói, Mười năm mà Thiệt làng nói Trăm năm mà Từ lão nói Một trăm ngày à Chỉ vẫn ngừng nói Mười ngày à Công tôn điệp nói Một ngày à Quả nhiên Người càng thần thiết Thì càng tin tưởng y Không cần người tin tưởng đinh giả vụ quáng nhất Lại là công tôn điệp Nhưng mọi người đều cười thầm trong lòng Thần vật như vậy Bật trăm năm để khống chế được Cũng là cực kỳ trâu bò rồi Không cần đinh giả Lại đáp Một hơi thở là được Cái gì Mọi người choáng váng ngay cả Dung Thành cũng không nhịu được, cao mày nói, Trường giáo à, chúng ta cũng tin tưởng người đấy, nhưng dẫu sao đây cũng là di sản của chúa tể đấy. Chúa tể thì đã sao, chết thì vẫn là chết thôi. Những gì ta thấy đều lưu ở trong lòng, thấy là sẽ ngộ, trong thời gian một hơi thở mà không ngộ được, thế thì có qua vạn năm cũng chưa chắc đã được. Công tôn hiệp vỗ tay cười lớn, thế thì còn chờ gì nữa Lấy bảo vật này, đập lão giả không chịu chết thất giả kia đi. Đình giản lại không hề động thủ, Mọi người quay sang nhìn y Chỉ thấy gương mặt của y không chút vui nào Công tôn điệp ý thức được điều gì đó Gương mặt đã xị xuống Còn thế nhưng nữa phải không Chẳng cứ nói thế nhưng làm sao đi Ninh ta cười nói Đúng là còn thế nhưng nữa Thiên Tầm vẫn đang tiếp cận khối kim loại khổng lồ kia Càng tới gần thì uy thế của nó càng hùng hồn Nhưng dường như Ninh giả Đã có kế sách ứng phó Không thấy y có hành động gì Mọi người đã cảm thấy áp lực giảm sút, nhẹ nhõm hơn nhiều. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, biết Ninh Giản đã hiểu được một phần huyền bí, nhưng không biết vì sao y không hề kiêu ngạo. Công Tôn Điệp cầm tay y lắc lắc. Ai da, chẳng đừng giấu giấu giếm giếm nữa, cứ nói ra đi. Ninh Giản không trả lời trực tiếp mà nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn thanh nghi hoặc về một chuyện, giờ thì đã hiểu rồi. Đáng tiếc nơi này không ai thích hợp làm vai phụ, không có tiếng tiếp lời nào. Ninh Giản tự nói tiếp, ta vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề, thất giả tinh quân tu theo đại đạo tinh đà phản tượng cũng là thiên đạo vì vậy theo lý mà nói hắn vẫn giống ta là người thuận theo mệnh trời người tu thiên đạo chắc chắn sẽ là thuận theo mệnh trời ninh giản như vậy từ cực cũng vậy thất giả tinh quân cũng không ngoại lệ nhưng người như vậy thật ra ai cũng là con cưng của khí vận chẳng qua ân sủng của mỗi người khác nhau thôi nhưng chuyện đình giả thì có vấn đề nhất là y nói khi hai con cưng của khí vận gặp mặt người sẽ không tàn sát lẫn nhau vì một khi giết đôi phương rồi thì ắt sẽ gặp thiên độ khi vận xa rút đi chính vì vậy lục trương tự cực dùng thủ đoạn để mà đối phó với ta nhưng sẽ không tự tay ra tay giết ta không chỉ vì lang gia thánh tôn quan trọng hơn mà là vì ta có đại khí vận trên người nhưng thất giả tinh quân các người không cảm thấy hắn kỳ quái sao mọi người ngạc nhiên cũng nghĩ ra đúng như vậy hình như thất giả tinh quân không hề e ngại như thế thiệt làng nói nhưng cũng có thể Hắn chỉ muốn tóm lấy chúng ta. Dù sao nhiều năm, thất giả tình quân thật sự chưa giao thủ với chúng ta. Có lẽ hắn chỉ muốn giết những người khác, không muốn giết ngươi. Hắn chỉ muốn lấy được bí mật của chúng ta thôi. Nhưng Đinh Gia lại lắc đầu. Không đâu, chắc chắn hắn sẽ giết ta. Vì nếu hắn không giết ta, vẫn thiên thuật của ta sẽ không phát huy tác dụng. Thất giả tình quân quá mạnh. Đinh Gia dùng vẫn thiên thuật mà chỉ nhận biết được một phần. Nếu thất giả không có sát ý, vẫn thiên thuật của y chưa chắc đã suy tính ra được. Vì vậy, Ninh Giả cực kỳ khẳng định ý đồ của thất giả. Ninh Giả lại nói, hắn không để ý tới khí vận. Mọi người giật mình, ý của người là... Ninh Giả gật đầu, tuy hắn tù theo thiền đạo, nhưng không phải khí vận trì tử. Công tôn điệp cuống lên, này, thế thì sao, tức là càng phiền toái hơn sao? Bây giờ chúng ta nên làm thế nào để sử dụng đạo khí này đối phó với thất giả đây? Ninh Giả thở dài, ta xác nhận được điều đó, chủ yếu là nhờ vào đạo khí này. Nhìn thần vật xoay chuyển mang theo huyền diệu vô tận trước mắt, nên Giả nói, chúa tể đã chết này cũng không phải khí vận trì tử, ta cảm thụ được đạo tắc phản giới trên đạo khí này. Mọi người chợt kinh hãi, y của ngươi là, nên Giả gật đầu, ta có thể dễ dàng khống chế nó, nhưng nếu ta dùng đó bằng ý nghĩa bỏ đạo nhập ma, từ bỏ con đường vốn có của mình, ắt sẽ bị thiên đạo bài xích. Y ngờ đầu nhìn lên trời, thiên đạo chỉ cho ta tới đây không phải cho ta xin cơ mà đã cho ta một bài thử thách đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.